em của anh Tuyên ạ. Vâng, nhưng anh em đang giành chứng nhận không được lên mạng đâu. À, thế em gửi anh quay xuống cái bàn vậy. Vâng. Anh chính không được lên hình. Rồi. Anh cứ coi anh khử thử một đường ấy. Được rồi, khử thử một. Hôm nay mình khui thùng cùng một lúc với hai con đi. Hai con này là con cuối cùng rồi. Con này 13S này của khách đặt. Thực ra trên website mình bỏ từ lâu rồi, nhưng mà cái khách đặt nên bây giờ mình đến lấy. Khách đặt này, cái con này hết rồi. Con này là ThinkBook 13S. Con phiên bản này cũng là phiên bản con này con cuối cùng. Con này là ThinkBook 14S. Con này sẽ khui thùng ra và nâng cấp lên 8GB gửi cho khách ở Đà Nẵng. Khách này khách Đà Nẵng. Đây, con này là ThinkBook, con này 14F, con này 13F. Cô chụp cùng lúc hai con xong đặt hai con cạnh nhau xem nó khác nhau nào nhé. Đây, con 13F kiểm tra lại. Cấu hình nó có tem ghi và hàng nguyên niêm phong, kiểm tra lại cho kỹ. Chắc pin này chắc là được lỗi mà nhỉ, 4 xe rồi. Nó cũng bình thường thôi, nó không phải lâu lắm. Chắc đủ dùng. Hai cổng nó lại y xì nhau. Bên này cổng thì y xì nhau không khác một cái gì. To hơn bé hơn thôi. Cổng sạc y xì nhau. Rồi. Video thế thôi, con này để quay video cụ thùng biết hai con rồi sẽ chuyển hàng cho con 13S này. Cụ thùng này quá nổi tiếng, bán rất là chạy hết. Lúc anh ấy đặt là con cuối cùng luôn, bỏ trên website. Bọn anh bỏ trên website từ lâu rồi, may mới đến lấy máy. Tiền gọi cho. Alo, Hà Lan nghe. Rồi, ngõ có đi được không? Bây giờ đến số ngã ba Trần Huy Liệu mới giảm võ. Chỗ đường rẽ vào khách sạn Hà Nội ấy, đấy có tòa nhà chỗ ngay ở góc ngã ba đấy có tòa nhà cao nhất ở đường giảm võ. Thì cái tòa nhà cao đấy thì đi xuống phía dưới tòa nhà thì nó có cái ngân hàng BIDV ở tầng 1, bạn lên tầng 5 nhá. Qua ngã ba, nếu mà đi từ dưới Cát Linh đi lên là qua ngã ba, còn nếu mà đi từ Lãng thì đi ngã ba xuống ngã ba rồi quay trở lại cái tòa nhà cao nhất đường giảm võ ấy, đứng từ xa bạn nhìn thì tại vì cái số mà đường giảm võ nó đánh linh tinh lắm, nó đánh lúc số lẻ lúc số chẵn lúc thì số lùi lúc số tiến, bạn cứ đứng cái đường giảm võ bạn nhìn cái tòa nhà cao nhất thì đấy là tòa nhà D2. Nhưng mà còn cái cầu vượt là dễ hơn, khách sạn Hà Nội gì thì nhìn ra đường giảm võ thì có tòa nhà cao nhất đường giảm võ ấy, đấy là tòa nhà D2 đấy. Ờ nhá,
cao, đường này nó đánh số linh kinh lắm, nhiều người cứ kêu mình không để ý. Hôm trước mình đúng rồi, sau lại nó đánh ở số lẻ nữa cơ. Bó tay thật. Con này 14 này, giới thiệu nhanh không tắt video cho khách xem sau. Con này cả rời. Màu sắc của nó. Cái màu sạch. Màu ghi. Rồi, video giới thiệu thế thôi nhé. Đang có khách đến, bận lắm.